Hello, xin chào toàn thể anh chị các bạn. Trong ngày hôm nay thì em Luân sẽ giới thiệu và chia sẻ cho anh chị các bạn, nhượng lại cho anh chị các bạn, cho anh em nào đam mê một dòng xe Solata. Anh chị con này thì là chính chủ Huy Luân đang sử dụng, chính chủ Huy Luân đang sở hữu và cần nhượng lại cho anh em nào đi Tết. Mẫu Solata 2010 nhập khẩu nguyên chiếc, bản số tự động 2.0. Hiện tại thì mẫu Solata này Huy Luân đang nhượng lại cho anh em với giá cực kỳ hấp dẫn luôn, 455 triệu đồng. Đấy, xem xe trực tiếp và mua bán trực tiếp tại tư gia nhà riêng của Huy Luân đây. Đấy, anh chị các bạn nhé, mua bán trực tiếp tại tư gia, vì con xe này là xe chính chủ của em đang đi nhé. Anh em nào mà đang thích chơi dòng Solata và đang cần một con xe đi Tết thì alo ngay cho em Luân để sở hữu chiếc Solata 2010 và cam kết cho anh em là con này đẹp nguyên bản, zin từng con ốc, cả máy cả số, từ keo chỉ. Đấy, sản xuất 2010, chạy hơn 7 vạn, xe cực kỳ đẹp. Đồ chơi thì Huy Luân đã chơi nâng rất là nhiều đồ chơi cho anh em rồi, về không thiếu thứ gì để anh chị, các bạn hoặc anh em cần lâng lên nữa cả. Đấy, tổng quan thì xe còn cực kỳ lét và căng mọng. Và đây cũng là một con xe cực kỳ Huy Luân tâm đắc. Đấy, em Luân cực kỳ tâm đắc nên là đã ra tên chính chủ để sử dụng trong thời gian qua và trải nghiệm. Đấy, bây giờ em Luân sẽ nhượng lại và chia lại cho anh em thực sự đam mê và thực sự thích dòng này. Đấy, tổng quan về chất lượng của xe thì còn khoảng độ 80% nếu nói về độ chất lượng và độ zin của xe. Với cái tầm tiền trên 400 triệu anh chị và các bạn có thể chọn con này để đi thì hoàn toàn yên tâm. Solata 2010 đến 2013 nó là một trong những dòng xe phân khúc hạng D và sánh tầm cùng với lại Camry và hoặc là Accord. Đấy, những dòng xe phân khúc hạng D đẳng cấp thời thượng theo thời gian. Xe được trang bị đầy đủ về mâm 18 inch cực kỳ hầm hố, 10 bóng khí an toàn, gương kính chỉnh điện, cụp xòe, cửa sổ trời Polorama. Đấy, sang trọng đẳng cấp. Đề lỗ startup, chìa khóa khiển thông minh theo xe còn 2 chìa. Ghế điện, ghế chỉnh điện nhá anh chị các bạn nhá, con này ghế chỉnh điện. Hai ghế, nội thất của nó thì không có gì để chê luôn. Con này bản thân để em tắt âm thanh đi đã. Con này thì em luôn đang bản thân em đang đi cho nên là về chất lượng một con xe, từ vấn đề bảo dưỡng cho tới từng chi tiết từng chiếc xe một, ở từng chi tiết của chiếc xe này, nó còn rất là đẹp. Độ rất nhiều đồ chơi. Đấy, option thì khỏi bàn thôi. Option con này thì khỏi bàn thôi. Đấy. Còn lại về đồ chơi thì con này em đã độ lên được một màn hình Gentex xịn sò. Đấy, hơn 9 triệu. Và một loa Bühler xịn sò luôn, trên gần 4 triệu nữa. Đây, cả màn hình tích hợp trên gương này là hơn 3 triệu. Tổng đồ chơi của em độ vào con xe này nó rơi vào tầm khoảng 17 triệu rồi. Đấy. Còn về tổng thành của xe thì nó zin nguyên bản luôn. Đấy, cam kết cho anh chị và các bạn là zin nguyên bản, không một lỗi gì luôn. Đấy, mà loa súp Bühler để dưới ghế này, nhưng tối quá quay không có tới được. Đấy. Và nội thất của xe thì không có gì bàn. Option miên man, cửa sổ trời. Toàn cảnh luôn. Nếu anh em thực sự đam mê, anh em thực sự kết con Solata mà em Luân đang tâm đắc, đang sử dụng chính chủ như con này, mua xe trực tiếp tại nhà riêng của em Luân luôn nhá. Đấy, chỉ các bạn hoàn toàn yên tâm về an ninh hợp lý, pháp lý. Đấy, về chất lượng của con Solata 2010 còn cực kỳ đẹp, zin đét như con này luôn. Anh chị các bạn kết nối Zalo, em sẽ gửi hình ảnh cụ thể full hình ảnh cho anh em con này. Đấy, chạy hơn 7 vạn và gần như là mới. Đồ chơi thì không có gì để thiếu cả. Đồ chơi không có gì thiếu luôn.
với tầm tiền trên 400 triệu. Em nghĩ rằng là với cái tầm tiền trên 400 triệu mà sở hữu được một con Sonata nó đẹp tầm cỡ như vậy thì không phải là dễ kiếm nhá, thời điểm Tết này. Đấy, em quyết định nhượng lại cho anh em đam mê để chơi con Sonata 2010 mà em đang sử dụng chính chủ. Đấy, form dáng của xe thì dòng Sonata này thì anh chị và các bạn biết rồi, không có một điểm chê đối với lại dòng xe sedan 5 chỗ ngồi phân khúc hạng D, option, form dáng và kiểu dáng trẻ trung. Và đặc biệt ấy, riêng dòng Sonata này thì nó hơn dòng Camry và các dòng xe Accord ở cái là cái thiết kế của cái dòng này nó trẻ trung, trai đi cũng được, gái đi cũng được, đấy, tầm tuổi nào cũng đi được, cho nên là cái form dáng của Sonata này nó chuộng hơn cái dòng xe, những dòng xe Camry hay là Nissan Tedda hay là các dòng xe Accord ấy, thì nó thiết kế hơi lan tính, cho nên là anh em mua chơi thì có phải là những dòng đấy chỉ có lam mới đi được thôi. Nhưng em nói dòng này tại sao em thích đi bởi cái độ, thứ nhất là về thiết kế, form dáng, động cơ và cái khả năng cách âm chống ồn của dòng này cực kỳ sang, cực kỳ sướng luôn. Đấy, anh chị quan tâm liên hệ trực tiếp cho Huy Luân theo số điện thoại 0393 15999, xem xe trực tiếp tại Hải Phòng, mua giấy mua bán trực tiếp tại tư gia nhà riêng của Huy Luân luôn nhé. Đấy, tổng thành em Luân đã giới thiệu qua cho anh chị các bạn và bảo hành cho anh chị các bạn về máy móc luôn, máy móc zin, số ma zin, bao tết hãng cho anh chị các bạn trên toàn quốc, rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển cho anh em toàn quốc. Nếu đam mê và chơi, nhượng lại, em sẽ nhượng lại cho anh em con này. Đấy, cảm ơn tất cả anh em nhé. Đấy, đây là chính chủ xe của em, đây logo các thứ em cũng đã gắn vào số điện thoại, dán số điện thoại và logo của Huy Luân đây. Đấy, cho nên là anh em là thích chơi em sẽ nhượng lại cho anh em con này nhé. Cảm ơn toàn thể anh em.